Tối ngày 13 tháng 4, siêu đám cưới quy tụ cả showbiz của cô dâu tháng 4, siêu mẫu Minh Tú và chồng Tây Chris khiến netizen cả nước không khỏi xôn xao. Trong ngày trọng đại của mình, Minh Tú đã khiến hàng trăm khách mời khóc hết nước mắt. Sau bao ngày đợi, đám cưới của siêu mẫu Minh Tú và chồng Tây đã chính thức diễn ra ở một khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù xuất thân từ nghề người mẫu nhưng Minh Tú lại có mối quan hệ vô cùng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hôn lễ của cô được ví như một sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz như Trường Giang Nhã Phương, Lan Khuê, Kiều Minh Tuấn, vợ chồng Diễm My 9X, Minh Triệu, Kỳ Duyên, Puka Jin Tuấn Kiệt, Hà Như, Khánh Vân. Đặc biệt, bộ ba hoa dâm bụt là Hòa Minzy, Đức Phúc, Eric không chỉ tham gia với vị trí khách mời mà còn góp vui bằng những tiết mục văn nghệ. Đảm nhiệm vai trò hát mở màn, Đức Phúc đã kết hợp cùng Hòa Minzy trong ca khúc có MV được xem nhiều nhất trên YouTube tại Việt Nam năm 2023, Em Đồng Ý, Aidu. Phút giây Minh Tú tiến vào lễ đường, bước về ông xã Chris khiến hàng trăm khách mời không khỏi rưng rưng nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc dành cho ngày vui của nữ siêu mẫu. Khoảnh khắc thiêng liêng này ngay lập tức được netizen lan truyền rộng rãi, ai nấy cũng đều gửi những lời chân tình chúc phúc cho cặp đôi. Đáng chú ý là trong đám cưới, Minh Tú đã có lời phát biểu đầy nghẹn ngào dành cho người mẹ của mình và cha quá cố, cảm ơn những bậc sinh thành. Nói trong nước mắt, Minh Tú bày tỏ, cảm ơn mẹ vì ngày hôm nay rất xinh đẹp để ngồi đây chứng kiến giây phút này của con. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành, ủng hộ cũng như là dạy dỗ con trở thành một phiên bản tốt hơn từng ngày ở trên sân khấu này. Và một người rất là đặc biệt, ba ơi, ngày hôm nay ba cũng đã cùng con đi trên chặng đường mà hai ba con mình đã luôn nói về. Con cảm ơn ba đã luôn là ánh sáng che chở cho con, giúp con luôn tốt hơn. Con tin rằng, dù ở nơi nào đi chăng nữa, ba vẫn luôn chúc phúc và chung vui cho con trong giây phút này, con nhớ ba rất là nhiều. Trước đó, Minh Tú còn khiến netizen xúc động mạnh với bó hoa cưới đặc biệt trong lễ cưới. Gây chú ý, ở phần cầm tay của bó hoa cưới này có hình ảnh của người ba quá cố của Minh Tú. Qua chi tiết này, Minh Tú mong muốn trong giây phút trọng đại của cuộc đời luôn có bố dõi theo. Hình ảnh bó hoa cưới đặc biệt khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trước thềm hôn lễ, Minh Tú và mẹ ruột cũng đã đến viếng thăm bố. Nữ siêu mẫu chia sẻ khoảnh khắc chụp từ phía sau của mẹ và đính kèm dòng chú thích xúc động. Ông ơi, mai con mình đi lấy chồng rồi, ông an lòng rồi nhé. Đặc biệt bên cạnh bó hoa cưới là bộ áo dài Minh Tú diện ở sảnh đón khách. Minh Tú chia sẻ, cô chọn mặc áo dài khăn đóng màu đỏ để đón khách mời vì cô muốn gợi nhớ lại hình ảnh của ba mẹ ngày xưa. 43 năm về trước, mẹ cô cũng đã từng diện bộ áo dài đỏ sánh đôi với ba trong ngày cưới. Minh Tú cho biết cô mong muốn từng khoảnh khắc thiêng liêng hạnh phúc của cô luôn có hình ảnh của song thân bên cạnh, đặc biệt là người cha quá cố. Để tổng thể thêm phần chỉn chu, Minh Tú lựa chọn trang sức cưới chầu cau PNG với hình tượng chủ đạo là hình ảnh chầu têm cánh phượng, nét đặc trưng của văn hóa chầu cau Việt Nam. Hình tượng chầu têm cánh phượng trong bộ sưu tập tạo nét lá chầu theo cánh phượng uyển chuyển bên ngoài bao bọc bên trong là quả cau thể hiện ý nghĩa về sự hòa hợp và tình cảm sắt son của đôi lứa. Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại từ trang phục, lối trang điểm đến trang sức vừa tăng nét duyên dáng rỡ, tự tin của cô dâu trong ngày cưới, vừa tôn vẻ dịu dàng đằm thắm của Minh Tú. Bên cạnh việc lấy ý tưởng trang phục từ lễ cưới của mẹ, Minh Tú cho biết cô luôn tự hào khi khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong những dịp đặc biệt. Với cô, áo dài vừa tôn lên vóc dáng thướt tha, vừa tô đậm thêm vẻ đẹp thuần túy, duyên dáng của phụ nữ Việt.